9 ngày nữa thôi là sẽ đến ngày bầu cử. Chúng ta sẽ biết được ai sẽ bước vào trong tòa Bạch Ốc và đại diện cho nước Mỹ trong kỳ bầu cử này. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp trên diễn đàn nha. Xin chào Quốc Cường Trần, xin chào The Sun, Hannah Trần, xin chào Loan Huỳnh, xin chào Châu Lê. Xin chào anh Sơn Lê, kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì tại quận Cam đã nóng lên mấy ngày nay. Và chưa bao giờ quận Cam lại có một cái gọi là những nguyên thủ quốc gia, hay gọi ra những cựu tổng thống, từ ông Donald Trump rồi tới ông Bill Clinton, rồi chủ tịch quốc hội, và ngay cả bà Michelle, bà vợ của ông Obama cũng tới quận Cam để vận động. Thì rõ ràng là cái cộng đồng người Việt tại quận Cam này là một cái cộng đồng phải nói được sự chú ý của hai đảng. Và đặc biệt là trong kỳ bầu cử đợt này. Anh nói rất là đúng, hình như là đảng nào cũng muốn toàn lực tấn công hoặc là giành được những cái lá phiếu cử tri tại quận Cam. Bằng chứng cho thấy là vừa rồi ông Bill Clinton, một cái tin rất nóng kính thưa quý vị. Ông Bill Clinton tưởng chừng như là ông ấy đã về hưu, về vườn rồi. Nhưng mà ông ấy đã đích thân đến quận Cam, Little Sài Gòn để mà vận động, muốn giúp cho Derek Trần lấy được chiếc ghế tại Hạ viện đại diện cho đảng Dân Chủ. Và đây là một cái tin nóng hổi, anh em chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị. Nhưng mà bên phía đảng Cộng Hòa, chúng ta cũng không phải là dẫn chơi đúng không? Chúng ta có Tổng thống Donald Trump đã gửi một cái thông điệp trên Truth Social của ông ấy, ủng hộ kịch liệt cho bà Michelle Steele. Và ông ấy đã có những cái thông điệp rất là mạnh mẽ, và lát nữa anh em chúng tôi sẽ chia sẻ cái điều này. Nhưng mà trước tiên thì hãy nói đến cái tin Bill Clinton, kính thưa quý vị. Đây, Bill Clinton đã uống cà phê ở Little Saigon ủng hộ cho Derek Trần. Cựu Tổng thống Bill Clinton bất ngờ ghé quán cà phê Coffee Factory Westminster trên đường đến Buena Park vận động cho luật sư Derek Trần, người đang ứng cử dân biểu liên bang địa hạt 45 đại diện cho đảng Dân Chủ. Ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 10, chỉ một vài nhân viên an ninh và ban vận động của ông Derek Trần biết trước, hầu hết khách ngồi uống cà phê phía trước trong nhà đều bất ngờ. Khi tới nơi thì ông Clinton được luật sư Derek Trần đón ngay khi bước ra khỏi xe. Vị cựu tổng thống sau đó bắt tay và chụp hình với nhiều người, thăm hỏi người dân. Ông Philip Nguyễn, ứng cử viên hội đồng thành phố Garden Grove địa hạt 2, là một trong những khách ngồi uống cà phê phía trước. Ngồi thấy cái tướng ông uống cà phê có vẻ ngon lành quá ha. Ông đứng dậy bắt tay ông Clinton rồi nói: "Xin chào tổng thống, tôi là Philip Nguyễn, đang ứng cử nghị viên Garden Grove." Ông Clinton đáp: "Chúc anh may mắn nhé," rồi bước vào bên trong, bắt tay và chụp hình với một số người. Rồi ông đến quầy lấy một ly cà phê sữa đá và hai cái bánh nướng. Bánh nướng gì người ta không nói. Sau đó ông trả lời phỏng vấn nhanh với một số cơ quan truyền thông. Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Người Việt thì ông Clinton cho biết lý do luật sư Derek Trần nên trở thành dân biểu Hoa Kỳ vì ông có giá trị tốt. Ông hiểu cuộc khủng hoảng kinh tế mà nhiều gia đình Mỹ đang đối diện. Quý vị biết không, nếu chúng ta quản trị một tiệm thuốc tây, nhất là trong thời gian đại dịch Covid-19, quý vị sẽ thấy tất cả, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Vị Tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ nói tiếp, luật sư Derek Trần ủng hộ mạnh mẽ thay đổi mà phía Dân Chủ đang đề nghị, bao gồm $35 một tháng cho insulin cho người bị tiểu đường, chi trả tối đa 2.000 một năm tiền thuốc và bảo vệ cho người có tiền bệnh. Ngoài việc làm luật sư thì ông Derek Trần và vợ hiện là chủ một tiệm thuốc tây ở Anaheim. Ông Clinton giải thích tiếp, trong khi đó về phía Cộng Hòa, từ cựu Tổng thống Donald Trump cho tới đối thủ của ông Derek, họ đều bỏ phiếu hủy bỏ các đề nghị này, và đó là một sự lựa chọn lớn lao và có thể là một sự tệ hại trong vấn đề y tế. Đây là một vấn đề quan trọng. Chúng ta đang ở trong thời kỳ mà việc làm ngày càng có nhiều ở một mức điên rồ. Tuy nhiên, cũng như những quốc gia giàu có khác, chúng ta đang bị lạm phát và giá cả đắt đỏ là một vấn đề lớn của người dân. Phó Tổng thống Kamala Harris và luật sư Derek Trần cũng như mọi người khác đang tập trung giải quyết các vấn đề giá cả. Làm thế nào mà chúng ta có thể giảm giá thực phẩm, xăng và nhà ở? Tôi nghĩ kế hoạch của Dân Chủ tốt hơn đảng Cộng Hòa nhiều. Cựu Tổng thống nói tiếp, luật sư Derek Trần, Dân Chủ, hiện đang tranh cử với dân biểu Michelle Steele Cộng Hòa trong địa hạt bao gồm vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất tại hải ngoại. Nếu thắng cử, luật sư Derek Trần sẽ là dân biểu Mỹ gốc Việt đầu tiên của California, tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ. Sau đó, tại Carpenters Union Training Center ở Buena Park, cựu Tổng thống Bill Clinton được hàng trăm tình nguyện viên và ủng hộ viên của Derek Trần chào đón. Phát biểu trước những người này, ông Clinton chỉ vào luật sư Derek Trần và tuyên bố: "Người đàn ông này sẽ đại diện cho quý vị rất tốt tại Quốc hội. Ông là con của một gia đình tị nạn, tham gia quân đội rồi trở thành luật sư, rồi bắt đầu mở một tiệm thuốc tây. Đây là những chi tiết quan trọng, nó cho thấy ông là một người giải quyết được vấn đề." Ông Clinton nói. Ông thêm:
Cứ nhìn xung quanh căn phòng này, chúng ta thấy hình ảnh ông chồng chúng ta. Nếu không có chính sách di dân tốt, nước Mỹ sẽ không giống như ngày nay và không có Derek Trump. Ông Clinton nói, chính sách di dân của Cộng hòa tốt trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, đó là một chính sách kinh tế thất bại. Chính nhờ di dân nhà nước mà nước Mỹ có nhiều việc làm. Cựu Tổng thống cũng cho biết hôm thứ Bảy là sinh nhật của đệ nhất phu nhân Hillary Clinton. Oh, really? Sinh nhật của bà Hillary mà cũng không ở bên cạnh vợ mình mà phải đích thân đến Cali để mà vận động cho một ứng cử viên người gốc Việt. Khá là bất ngờ. Ông ấy nói với tôi, anh phải qua đó, bà ấy nói với tôi, có nghĩa là đừng có ở đây đón sinh nhật của em, mà anh phải qua đó, chúng ta phải thắng cuộc bầu cử này. Không còn quyền lực như trước đây, nhưng tôi vẫn có thể vận động cho những gì tốt nhất cho người dân. Ông Clinton lên tiếng vỗ tay, trước tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Ok, nó hơi dài thôi, mình ngưng tại đây đi. Đọc sơ sơ cho quý vị hiểu cái bối cảnh đang diễn ra hiện nay tại thủ phủ Little Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn, là một nơi rất là quan trọng mà cả đảng Cộng Hòa lẫn đảng Dân Chủ họ đều muốn lấy cho bằng được ha. Khi mà đọc qua những cái lời phát biểu của ông Bill Clinton, thực sự đây là lần đầu tiên Sơn đọc cái này nha quý vị. Sơn chưa có coi trước, Sơn chỉ biết là ông có mặt ở đây thôi. Nhưng mà khi mà mình đọc qua những cái dòng chữ như thế này, những cái lời phát biểu của ổng, thì thứ nhất, mình đồng ý với ổng một điều là lạm phát đang gia tăng. Mình phải công nhận cái đó là cái sự thật và ổng đã nói cái sự thật. Nhưng mà hình như ổng quên không nói một điều thôi anh. Ổng quên mất không nói một điều. Đó là cái sự lạm phát này do ai gây ra? Do đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa? Hay chính xác hơn, cụ thể hơn, đó là chính quyền của ông Joe Biden và bà Kamala Harris, mà chính ông Bill Clinton và Derek Trần hiện nay đang nỗ lực ủng hộ cho họ. Anh nghĩ gì về chuyến đi của ông Bill Clinton lần này? Kính thưa anh Sơn Lê, kính thưa tất cả quý vị và các bạn. Cái tin ông Bill Clinton đến đây thì chúng tôi đã biết từ lâu rồi. Nhưng mà đến địa điểm nào thì mình không rõ. Và chúng tôi cũng hay ngồi ở quán cà phê Factory lắm. Nhưng mà rõ ràng đợt này không có cái duyên. Nhưng mà trước đây hôm nay vì cái tin Bill Clinton tổng tiết lộ một cái chi tiết thôi. Cái năm 2000 đó là khi tôi làm tiếp tân một khách sạn mà tôi làm ban đêm không mà. 5 năm chờ tôi làm đó. Bạn bè tôi làm ở đó khá nhiều, hiện nay đang ở đây nè. Thì đêm nào cũng vậy, là tôi là cái người làm tiếp tân và coi như là phải cầm cuốn sổ ra cái phường là kê khai tất cả những ai ở đây. Thì vào có thời điểm tôi thấy công an đến rất nhiều, đến khách sạn tôi rất nhiều gặp bà chủ. Thế cuối cùng thì bà chủ với công an gặp riêng tôi và nói là tin ông Bill Clinton sẽ đi ngang qua đây, tức là đưa đối từ khách sạn tôi đối diện với khách sạn của chú Hỏa mà. Và sẽ đi ngang qua đường Lê Thị Hồng Gấm. Thì lúc đó chính Việt Nam nói rằng là ông Bill Clinton sẽ thăm cái viện bảo tàng chiến tranh tại đường Võ Văn Tần. Nhưng vì cuối cùng ông ta không đến đó và sẽ đi ngang qua cái con đường bán đồ cổ Lê Thị Hồng Gấm và đối diện với lại viện bảo tàng mỹ thuật ở ngay chỗ góc chợ Bến Thành. Về phía công an với lại bà chủ nói tôi bây giờ những ngày này chúng tôi yêu cầu anh là ban đêm tức là phải thận trọng để ý tất cả những người ra vào trong khách sạn này, bất kể là ai đều phải khai hết, và đặc biệt là phải chú ý thành phần Việt Kiều và thành phần ở Campuchia. Và những ngày đó là cái tin này mà họ nói tôi tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Và những ngày đó căng thẳng lắm. Tôi vô làm ca đêm là cái là bắt đầu là phải khai toàn bộ tất cả những ai đến khu khách sạn này. Và tôi thấy là rất nhiều công an mật họ đến là thuê phòng trên lầu cao á. Và cuối cùng mình biết. Lúc đó thì theo chương trình là ông Clinton sẽ thăm viện bảo tàng. Nhưng vì sao hai bên không đồng ý với nhau, cuối cùng ông quyết định cuối cùng là thăm khu cổ Lê Thị Hồng Gấm và cái nhà chú Hỏa đối diện với khách sạn của tôi. Thế là lần đầu tiên mình biết cái tin bí mật này. Và lần thứ hai khi ở đây mình có nghe tin là ông Bill Clinton sẽ đến để vận động, nhưng mình không biết ông đến đâu hết. Nhưng mà hôm qua chợt tình thì coi trên truyền hình thì thấy là anh em mới đưa lên là đến cái cà phê Factory. Thì trong đây có một số người, thì rõ ràng cũng có số bạn bè tôi đang ngồi trong đó. Thì mình cũng thấy là cái có, nhưng mình không có duyên với ông Bill Clinton. Thế thì bây giờ đặt ra cái vấn đề như thế này. Cũng may là không có duyên với ông á. Thứ nhất, tại sao ông Bill Clinton lại đến quận Cam vào giai đoạn này? Thì hiện nay chính đảng bên Dân Chủ họ nói nhé, năm nay nếu mà bên phía đảng Dân Chủ mà giữ nguyên được cái số ghế tại Hạ viện đó, đó là điều đáng mừng. Đúng vậy. Họ nói như vậy, chính họ nói về mình nói. Mà nếu điều này xảy ra thì có nghĩa là họ vẫn thua. Bởi hiện nay là Hạ viện là do Cộng Hòa nắm mà, chứ đâu phải là Dân Chủ đâu. Chính vì lẽ đó mà không những phía bên Cộng Hòa và phía bên Dân Chủ cũng thế, phải đến quận Cam. Làm sao để nắm được cái ghế 45, để hạt 45 là sự tranh chấp giữa bà Mrs. Steele và ông Derek Trần. Và không những như vậy, và cái năm nay cái địa hạt 47 á, nó có sự thay đổi. Và có thể cái ghế này nó sẽ thuộc về phía Cộng Hòa.
cho đến giây phút này, theo tất cả các thống kê đó, về Tổng thống thì ông Trump nắm 59%, về Thượng viện thì Đảng Cộng hòa nắm 85%, và Hạ viện là bên Cộng hòa nắm 52%. Tuy nhiên chúng ta biết rằng nó có gọi là sai số cộng trừ 3. Thì cộng trừ 3 này nó sẽ nghiêng về bên này chúng ta chưa rõ. Nhưng mà tình hình hiện nay thì rõ ràng là bên Dân Chủ đang thất thế. Chính vì lẽ đó mà tại sao bên phía Dân Chủ là họ ông Hakeem Yarib tới trước, rồi sau đó bà Michelle mới mời ông Mike Johnson. Khi ông Mike Johnson tới thì bắt đầu bên phía Dân Chủ là mời ông Bill Clinton và mời cả bà Michelle Obama nữa. Chứng tỏ là họ muốn lấy cho bằng được chiếc ghế này. Nó quan trọng đối với họ như thế nào? Cho nên họ chính họ, họ tuyên bố mà. Cái địa hạt 45 này nếu thuộc về phía đảng nào thì đảng đó có thể nắm về đa số tại Hạ viện. Kiểm soát Hạ viện. Kiểm soát Hạ viện. Nhưng mà tình hình hiện nay là thấy cho rằng là phía Cộng hòa có lợi thế ở địa hạt 45 cũng như 47. Đó là tất cả các truyền thông hiện nay đều nói như vậy. Cho nên bằng mọi giá bên đảng Dân Chủ tung ra rất nhiều tiền, vận động rất nhiều và làm bằng cách làm sao nắm cho được 45, đó là địa hạt. Thì vừa rồi có những người họ làm bài toán đơn giản thôi. Họ nói đợt trước á, đợt 1 á, bà Michelle là thắng là hơn 70.000 phiếu. Re-election là đâu khoảng hơn 20.000 thôi. Tức là đại khái là cái tròn số đó, thì là bà Michelle thắng ông re-election là 50.000. Nếu cộng thêm những người mà sau ông re-election á, 3-4 người vô đó, thì con số đó mới chỉ đạt được có 50.000 thôi. Thì có nghĩa là vẫn thiếu 20.000 so với bà Michelle. Và kể cả cho rằng là bên lấy thêm 15.000 nữa, tức là mới có 65.000 thôi, thì vẫn thua bà Michelle ở cái góc độ này. Đó là người ta làm một bài toán bình thường, chứ không có nói gì vấn đề cộng gì đến chia nó khó khăn nữa. Mà hơn nữa, nếu mà cái số mà không bỏ cho bà Steele thì đâu có lý là họ bỏ hết cho đến chân đâu. Có thể là nó di chuyển. Do đó, đó bên Dân Chủ biết rằng rất là khó khăn để chiếm cái ghế 45 này. Cho nên họ đã dùng toàn lực, tức là kể cả vấn đề gọi là tiền bạc, rồi truyền thông, rồi thậm chí là mua chuộc hay là gọi gì đó, làm sao để nắm được cái này. Thì cho đến ngày hôm nay, tin tức rất là nóng, tức là 45 là coi như là cũng gần ngang ngửa nhau đó. Nhưng tuy nhiên, khoảng một tháng nay, chính bên này, dù họ nói rằng là bà Michelle đã tung tiền ra để làm quảng cáo rất là nhiều, từ các truyền thông, rồi vấn đề báo chí. Do đó hiện nay á, thì hai bên gần như là ngang ngửa, tạm gọi như vậy đi. Nhưng tuy nhiên cái phần thắng á, thì rõ ràng người ta thấy phía bà Michelle nổi trội hơn. Anh biết sao không? Khi mà thấy cái hình ảnh ông Bill Clinton đến đây, và có những cái đoạn video, sao thấy là những YouTuber họ cũng xuất hiện và họ quay cái cảnh livestream như thế này, kính thưa quý vị. Và mình có thể thấy là trong hậu trường đó, quá nhiều người gốc Việt đến để mà ủng hộ cho ông Bill Clinton, ủng hộ cho Derek Trần. Okay. Họ dành nhau muốn chụp hình với ông Bill Clinton. Và tự nhiên trong đầu của mình nghĩ đến một cái vấn đề, kính thưa quý vị. Anh biết sao nghĩ đến vấn đề gì không? Vấn đề gì? Vấn đề nó nằm ở chỗ này nè thưa anh. Những người gốc Việt này, trong số có một vài người sao thấy, sao đọc bình luận, mà khi mà mình làm video mình cũng đọc một cái vài bình luận, khi mà mình nói về mình muốn ủng hộ cho Tổng thống Trump, mình muốn ủng hộ cho Michelle Steele, thì họ nói là bầu cho ông Trump thì được, nhưng mà không bầu cho Michelle Steele. Với lại cái thứ hai nữa là có nhiều người cho là những người mà không muốn bầu cho ông Trump á, thì họ lại nói là ông Trump là một kẻ độc tài, là thứ nhất ông Trump là một kẻ gian díu với lại một cô gì đó, Stormy Daniels, một cô porn star, đúng không? Là ông có một cái sự gọi là nói tiếng Việt là gì ta? Nhúng chàm hả? Nhúng chàm về cái việc gọi là với phụ nữ. Ok. Họ lên án ông Trump là một người như vậy và ông Trump là một người đàn ông không xứng đáng để mà bước vào trong tòa bạch ốc. Thì đó là những người mà không ủng hộ cho ông Trump, ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Nhưng mà khi quay sang thấy Bill Clinton mà được cái sự đón tiếp, một cái sự đón nhiệt nồng nhiệt như vậy của cái nhóm người này, thì rõ ràng sao nó muốn nói cái từ này, nhưng mà anh có nghĩ đây là một cái suy nghĩ có vẻ giống như là hai mặt lắm không? Một bên thì ok nói là tôi không ủng hộ cho ông Trump vì ông có gian díu đó, cái vấn đề đàn bà đồ này nọ, nhưng mà cái chuyện đó nó xảy ra 20 năm trước rồi. Cái chuyện nó xảy ra 20 năm trước, không có đụng chạm gì đến cái chuyện mà khi mà ông Trump còn trong tòa bạch ốc. Nhưng mà ông Bill Clinton thì sao? Cái lịch sử của ông quá rõ ràng. Cái chuyện mà ông gian díu với lại Monica Lewinsky trong khi ông đang ở trong tòa bạch ốc, mà ông còn thừa nhận cái chuyện đó, mà đảng Dân Chủ thì phớt lờ,
không có impeach ổng đúng không? Mà bây giờ thì những người Việt này họ đón nhận ổng như là một thánh nhân vậy đó. Thì rõ ràng đây có một cái sự hai mặt ở đây. Anh cảm thấy như thế nào? Quý vị thấy như thế nào? Quý vị bấm số 1 nếu mà quý vị đồng ý với Sơn Lê về cái điểm này. Còn nếu mà quý vị không đồng ý thì bấm số 2. Quý vị nghĩ là ông Clinton thánh thiện hơn ông Donald Trump thì bấm số 2. Tức là nếu quý vị mà lên án ông Donald Trump vì cái tội đó thì quý vị cũng phải tẩy chay ông Bill Clinton vì cái tội đó thì mới gọi là sự công bằng. Còn quý vị nhìn về một phía lên án người kia cũng một cái hành động đó thì điều đó nó lại không có trung thực. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải bàn ở đó. Cái thứ hai á, hôm qua chúng tôi có nói chuyện với anh em về cái vấn đề mà bà Stormy Daniels đó. Thì bây giờ cái vụ đó nó, thứ nhất là sao? Bằng chứng không rõ ràng. Tôi nói ví dụ bây giờ ông Trump, người ta hỏi ông Trump thì ông Trump nói một câu: cái cô đó không phải là tiêu chuẩn của tôi, không phải là người tôi thích, là một. Cái thứ hai chúng ta biết rằng là ông Trump là một tỷ phú, mà đi đâu á, cũng có người hết. Mà trong một cái phòng gọi là phòng thay đồ, tức là mua quần áo thay đồ, ở đây chúng ta đi mua đồ là bình thường lắm. Thường thường cái phòng thì nó ở phía dưới ha? Tức là nó chỉ bên ở giữa thôi. Thậm chí mình đến mình nói chuyện, cái người mình muốn thử đồ, người ta à anh mang vô 5 cái áo, 5 cái quần à, người ta có ok anh mang vô đi anh thử ra, anh ra đúng, đếm lại đúng 5 cái, anh lấy bao nhiêu kia người ta biết. Mà tại sao lại nói rằng là ông Trump gọi như là sách nhóm tình dục bà ta ở trong cái góc đó? Thế thì camera ở đâu? Rồi những người phụ tá cho ông Trump ở đâu? Và bà kia đi với ai? Cái chuyện hết sức là vô lý. Hết sức là vô lý. Nhưng mà vì sao tòa án đã buộc ông Donald Trump phạt 85 triệu là vì lý do làm nhục bà này thế kia cái danh dự. Thì đó rõ ràng đây là có mục đích chính trị rõ ràng. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, chúng ta thấy rằng là vì sao? Tức là đây là căn bài cuối cùng mà đảng Dân Chủ phải làm. Họ biết rằng là khó lắm nhưng mà phải làm, biết đâu được. Vì bây giờ người ta nói làm sao? Ông Mike Johnson ông nói bỏ phiếu là bỏ phiếu cho chính sách, chứ không phải bỏ phiếu cho một cá nhân hay một đảng phái. Ừ. Bởi vì cái chính sách đó nó mang lại cái điều mà người dân chúng đang hiện nay đang mong, nhất là về kinh tế. Hiện nay có rất nhiều vấn đề bài báo và họ phỏng vấn tất cả những người đảng Dân Chủ. Họ nói bây giờ ngay chính người mà hồi xưa họ nói thời ông Trump chúng tôi là người nghèo, nhưng mà thời của ông Biden chúng tôi là người nghèo, nhưng mà chúng tôi còn nghèo hơn là thời ông Donald Trump. Thì đó, thì nó nói lên tất cả những gì mà ông Bill Clinton phát biểu trong cái bài báo này. Ông nói về kinh tế của chúng ta đang chịu một cái ảnh hưởng về kinh tế, lạm phát gia tăng. Ông nói đúng, nhưng mà ông quên không nói là cái chuyện này là do ai gây ra. Cái lý do ai gây ra, ai là người đầu não trong cái vấn đề này. Và quay lại cái vấn đề mà những người gốc Việt này ủng hộ cho ông Bill Clinton, đón tiếp ổng một cách nồng nhiệt như thế này. Tất cả những cái truyền thông báo chí, trong khi những ngày tháng qua họ liên tục tấn công ông Donald Trump vì cái vụ họ dùng cái chữ là gái gú, ok? Họ dùng một cái ghép từ đó, nhưng mà đây rõ ràng là một cái tiêu chuẩn kép. Khi mà họ nói ông Trump như vậy, nhưng mà quay ra họ lại tiếp nhận ông Bill Clinton là một người còn tồi tệ hơn nữa, nếu mà xét theo cái lĩnh vực đó, về cái vấn đề đó, đúng không nào? Bây giờ nói đến một cái chuyện thứ hai, đó là những người gốc Việt mà họ ủng hộ ông Trump, nhưng mà họ lại chọn Derek Trần thay vì mà Sam Steele, vì họ lập luận rằng chúng ta cần phải có một người gốc Việt ở trong quốc hội. Thì rõ ràng những người này Sơn cảm thấy là họ chưa có hiểu nhiều về chính trị Hoa Kỳ. Họ chưa có hiểu nhiều cho nên là họ mới có một cái suy nghĩ như thế này. Tại vì khi mà đã bầu cho Tổng thống Trump rồi đó, mà lại bầu cho một người trong đảng Dân Chủ, thì rõ ràng là mình tự hại mình rồi. Những người mà trong đảng Dân Chủ khi mà họ vào trong quốc hội thì họ sẽ làm gì thưa quý vị? Họ sẽ chống Trump. Họ sẽ chống Trump và tất cả những cái dự luật gì ông Trump đưa ra, hoặc là những cái sắc lệnh gì, thì họ sẽ bác bỏ. Và thậm chí họ có thể đưa ông Trump ra để mà hạch tội nữa. Thì cái chuyện này nó rất là phản tác dụng, cho nên là nếu như mà chúng ta bầu Trump rồi thì phải bầu theo đảng. Chỉ có như vậy thì Tổng thống Trump mới được cái sự hậu thuẫn của quốc hội mà thôi. Và khi mà nói đến cựu Tổng thống Trump thì kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay ông cũng đưa ra một cái thông điệp rất là mạnh mẽ, kính thưa quý vị, ở trên Truth Social, nhưng mà đài Fox News họ cũng đăng lên, đó là ông Trump đã ủng hộ cho Michelle Steele, tremendous champion. Ông Trump gọi Derek Trần là một người cánh tả cực đoan và là một con rối của Trung Cộng. Đây là lời nói của ông Donald Trump nha quý vị. Ok. Ông còn nói gì nữa? Ông nói bà Michelle, đơn giản là bà Michelle không bao giờ chịu lùi bước trước chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Marxist và chủ nghĩa xã hội từ cánh tả cực đoan. Ông ấy còn nói thêm là sau khi mà chạy trốn chế độ cộng sản Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Triều Tiên đó,
thì ba mẹ của bà Michelle Steele đã xây dựng một cuộc sống tốt lành ở Nam Hàn trước khi mà rời qua bên Nhật Bản. Và ông ấy lên tiếng rất là mạnh mẽ ủng hộ cho bà Michelle Steele là sẽ xây dựng lại cái giấc mơ Mỹ, phát triển kinh tế, làm thắt chặt cái an toàn của biên giới, ủng hộ cho quân đội và những cựu chiến binh. Đó. Và thứ hai nữa là bảo vệ cái tù chính án thứ hai, đó là cái quyền sở hữu súng của người dân Mỹ. Bà ta làm việc rất là chăm chỉ để mà hạ thấp cái nạn thất nghiệp của những người Mỹ gốc Việt trong những cộng đồng của chúng ta. Và ông ta nói thêm ở cái đoạn cuối, kính thưa quý vị, đây, ông ấy nói là trong khi mà bà Michelle Steele đặt nước Mỹ lên hàng đầu, thì đối thủ yếu ớt của bà ta là Derek Trần, là một người cánh tả cực đoan và là một con rối của Trung Cộng, sẽ để cho nước Mỹ và cái an toàn của nước Mỹ ở cuối cùng. Bà Michelle sẽ đặt những điều đó lên hàng đầu, thì những người này sẽ đặt điều đó ở điểm cuối cùng. Thì đó là cái lời phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump, vẫn đang tranh đấu kịch liệt cho bà Michelle Steele. Tại vì nói một cách thực tế là cả hai bên đều không muốn mất cái ghế này tại quần cam, thưa anh. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này này. Sáng nay thì đúng là chúng tôi có một cuộc quay phim ở ngoài Phố Cổ Thọ, thì vì lý do chúng tôi không làm được, thì tôi có phỏng vấn một số người. Tôi hỏi bây giờ giữa bà Michelle Steele và Derek Trần, quý vị chọn ai? Thì có người đưa ra ý kiến như thế này, anh ạ. Ở các công ty đó, khi mà người ta đi tuyển lựa đó, người ta để một câu thôi: cần người có kinh nghiệm 2 năm. Và trong khi đó thì bà Michelle Steele là người đã có làm việc rồi, và thành tích của bà đã có. Chẳng hạn chúng tôi về mặt cái nhân quyền là chính tôi là đã nhờ bà can thiệp cho một số người rất là nhiều, từ Yukin Bardab rồi Nguyễn Thúy Hạnh. Và thậm chí vừa rồi tôi lên Tổng lãnh sự Hoa Kỳ để gặp, để vận động cho một số trường hợp ở bên Thái Lan. Thì họ nói rằng họ có nhận được lá thư của bà Michelle Steele gửi cho Thủ tướng Thái Lan, gửi cho Bộ Ngoại giao, và đặc biệt là gửi cho Đại sứ quán Thái Lan tại Hoa Kỳ để can thiệp cho một số tại Thái Lan. Thì rõ ràng đây là những cái việc mà chúng tôi đang theo đuổi, và chúng tôi thấy cái điều đó là bà ta có làm. Còn đối thủ của bà thì thực sự nhiều anh em mà không biết là người này là ai hết, chưa thấy xuất hiện bao giờ. Ví dụ như người đó là có đi vô tình cầm cái lá cờ cho người ấy, à tôi nè, tôi đã đi từng chống Trung Cộng nè, chống Việt Cộng nè, ở tôi đi qua nước này nước kia vận động cho nhân quyền nè, hay là có những cuộc gây quỹ nè. Hầu như những hình ảnh đó không có, là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, cái quan niệm mà bầu cho người kia, đó là cái quan niệm của quý vị. Không ai có quyền nài ép, van xin hay mua chuộc cái quyền đó hết. Lá phiếu của quý vị là lá phiếu vô cùng quan trọng, thể hiện cái tư tưởng, cái quan điểm của quý vị. Nhưng tuy nhiên ở đây á, mà chúng thấy rõ ràng vấn đề chính sách của Đảng Cộng Hòa, và hiện nay đó, nó được rất nhiều người ủng hộ. Và bằng chứng lại là Đức Tổng Giám mục Vigaro, là Sứ Thần Tòa Thánh. Ngài đã viết một bài báo và nói rằng Biden, Obama, Joe Biden, Kamala Harris là những người đang làm hủy hoại nước Mỹ, là những người theo chủ nghĩa toàn cầu, lấy những danh xưng Mỹ từ tốt đẹp để che đậy những cái mưu toan của mình. Và điều này đã làm lợi cho thế lực ngoại bang, đó chính là Trung Cộng. Và những người lãnh đạo càng yếu kém, không biết cái gì hết, thì dễ dàng cho Trung Cộng giật dây. Và chính Đức Tổng Giám mục đã kêu gọi tất cả những người Công giáo, tất cả những người theo đạo Thiên Chúa giáo, hãy tuyên xưng đức tin, hãy chứng tỏ cái lá phiếu của mình để bảo vệ sự sống, bảo vệ văn hóa truyền thống và bảo vệ nền tảng gia đình. Ngài đang tha thiết kêu gọi tất cả mọi người, lá phiếu của chúng ta là bảo vệ nước Mỹ, bảo vệ những cái tinh hoa của nước Mỹ mà cha ông của nước Mỹ 200 nay đã tạo dựng. Và chúng ta nhìn thử xem coi Đảng Dân Chủ đã làm được gì cho đất nước Hoa Kỳ này. Và qua 4 năm vừa rồi, quý vị thấy, quý vị có muốn nghèo nữa không? Quý vị có muốn con cái quý vị bị hãm hiếp không? Bị bắn chết hay không? Thế thì quý vị tự quyết định lấy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng một người như Tổng Giám mục mà dám nói điều đó, thì có nghĩa rằng là Ngài đã được tham khảo, đã được học hỏi, và cái tiếng nói của Ngài là một cái tiếng kêu thống thiết, kêu gọi tất cả những người có lương tâm hãy nhìn lại
thời cuộc ngày nay. Sơn thấy có một vài cái bình luận trên diễn đàn Sơn đang đọc, quý vị bình luận trực tiếp đó, thì có những cái câu hỏi được đặt ra là tại sao có một người hoặc là một cá nhân hoặc là một nhóm người họ đứng về phe của một đảng, nói thẳng ra là đảng Cộng Hòa, nhưng mà họ lại không ủng hộ cho một trong những người ứng cử viên của đảng đó. Tại sao? Tại sao vậy? Ok. Cái đơn giản đó quý vị, về cái vấn đề đeo trần thì những người này họ chỉ muốn vote cho, họ muốn bầu cho một người gốc Việt. Họ muốn vote cho người gốc Việt, nhưng mà họ không hiểu được cái tầm mức quan trọng ở đằng sau cái lá phiếu đó. Khi mà người gốc Việt mà không chung cái đường lối của chúng ta mà bước vào trong quốc hội thì nó tai hại như thế nào? Không đi chung với cái nguyện vọng của cộng đồng của chúng ta. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những người mà họ ủng hộ cho Tổng thống Trump mà họ lại không ủng hộ cho một người khác, ví dụ như là Đại tá Hùng Cao đi. Ok, họ không ủng hộ cho Đại tá Hùng Cao. Đơn giản thôi, vì họ có những cái điều kiện mà Đại tá Hùng Cao không đáp lại được. Đơn giản là như vậy. Và có những người, so lấy ví dụ như là ông Mark Cuban là một tỷ phú, tự nhiên cái đâm ra bây giờ rất là ghét ông Trump, rất là ghét ông Trump, ủng hộ cho bà Kamala Harris. Tại sao vậy? Tại vì ông ấy đã có những cái điều kiện đưa ra. Nếu như mà ông đắc cử thì tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái nọ, hoặc là ông phải giúp tôi làm cái này, làm cái nọ. Ông Trump say no, không đáp lại được. Thì bắt đầu họ quay xe, họ không ủng hộ cho người này nữa. Thậm chí là họ nhục mà, họ phê bình, chỉ trích rất là nặng nề. Thì đó là cái tâm lý chung của những người mà họ hay đặt điều kiện. Quý vị hiểu điều đó. Họ đặt điều kiện và ứng cử viên mà không đáp ứng được thì họ quay, họ chửi hay là họ lăng nhục. Ok, đó, đây là một cái chuyện rất là bình thường để mình nói cho quý vị hiểu. Là có nhiều người hiểu là ô tại sao ủng hộ ông Trump mà lại không ủng hộ Hùng Cao, hay là ô trước ủng hộ ông Trump mà bây giờ không ủng hộ ông Trump, vân vân. Nó có rất là nhiều lý do. Nhưng mà tóm lại, bây giờ kết thúc cái câu chuyện Bill Clinton đến đây. Tại sao ông ta đến đây? Thêm một cái lý do nữa mà chúng ta phải nhìn nhận. Là vì chắc là ông ấy và Hillary Clinton đã nhìn thấy được cái viễn cảnh Kamala không thể nào thắng được ông Trump. Đảng Dân Chủ sẽ mất tòa Bạch Ốc. Mất tòa Bạch Ốc thì như thế nào? Bây giờ họ phải làm đủ mọi cách để mà lấy quốc hội. Và họ phải lấy được Hạ viện. Tại vì Hạ viện rất là quan trọng, thưa quý vị. Tất cả những cái dự luật mà bắt đầu từ Hạ viện. Bắt đầu từ Hạ viện. Họ nắm giữ hầu bao mà, đúng không anh? Đó. Cho nên là quý vị thấy trong những ngày tháng gần đây là ông Jeffrey Hakim, đúng không? Hakim Jeffrey gì đó. Ông là lãnh đạo của thiểu số trong Hạ viện. Ông đã đích thân đến đây để mà ủng hộ cho Derek Trần. Điều đó vẫn chưa đủ. Và bây giờ là đích thân Bill Clinton đã đến đây để mà ủng hộ. Vì họ nhất định họ không chịu thua, bằng mọi giá phải lấy được chiếc ghế này từ trong Hạ viện. Cái điều đó nó rất là quan trọng, kính thưa quý vị. Nắm được Hạ viện rồi thì cho dù Trump có bước vào trong tòa Bạch Ốc thì họ vẫn có thể hạch tội ông Trump. Họ vẫn có thể làm khó dễ ông Trump bằng mọi giá. Thì cái ghế này rất là quan trọng. Cho nên là quý vị, nếu mà quý vị chưa đi bầu thì quý vị phải dốc toàn lực ủng hộ cho đảng Cộng Hòa, ủng hộ cho những cái chính sách mà sẽ có lợi cho Tổng thống Trump chứ không phải là có hại. Đó. Và bà Marcia Steele cảm thấy là trong những ngày tháng qua bà đã làm được rất là nhiều điều. Bà đã lắng nghe cái tiếng nói của cộng đồng. Bà đã binh vực cho những nạn nhân mà bị vi phạm nhân quyền. Và bà đã lên tiếng rất là khẳng khái, rất là mạnh mẽ để mà chống lại những chế độ độc tài cộng sản. Bà không ngại cái chuyện đó. Mà ngay cả những cái biểu ngữ mà bà tranh cử bà cũng viết lên là đã đạo cộng sản, mà có nhiều người họ lại bắt bẻ bà cái chuyện đó, cho nên là sao không hiểu nổi. Ok, nhưng mà bây giờ chắc là chúng ta hãy move on, nói cái topic khác trong ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Khi mà nói đến Bill Clinton thì Charlie cũng muốn nói đến một cái nhân vật khác cũng rất là nổi tiếng, đó là Michelle Obama. Thì vừa rồi, hôm thứ Bảy vừa rồi, Michelle Obama đã đích thân đến Michigan, là một trong những tiểu bang chiến địa vô cùng quan trọng mà Kamala Harris bằng mọi giá phải lấy được. Bà ấy đã đích thân đến đây để mà phát biểu ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của Kamala Harris, và bà ta đã phát ngôn một cách rất là angry. Bà ta đã giận dữ khi mà nói với những cử tri ở đây phải bầu cho Kamala Harris. Tại sao chúng ta lại đặt một cái tiêu chuẩn cao như vậy lên Kamala Harris mà không đặt cái tiêu chuẩn đó lên ông Donald Trump? Đó là cái lời phát biểu của bà ta. Anh nghĩ gì khi mà Michelle Obama đích thân đến Michigan để mà yểm trợ cho Kamala? Hiện nay theo nhiều phiếu thăm dò, cho đến giây phút này thì hầu hết là cái phía mà gọi là thắng thế đã nghiêng về ông Donald Trump. Và người ta đã bình luận rằng là vấn đề sai số là cộng trừ 3, thì có nghĩa rằng là ông Donald Trump cũng chưa chắc chắn. Nếu mà cộng trừ 5 thì có thể. Thế thì bây giờ là cái nước rút rồi. Nước rút thì còn có 9 ngày thôi. Và điều gì sẽ xảy ra trong 9 ngày còn lại? Nhưng tuy nhiên, ngay cả những
tờ báo mà trước đây đã ủng hộ cho dân chủ, bây giờ họ cũng bắt đầu có cái sự gọi là hơi nghiêng về ông Donald Trump. Chẳng hạn cái tờ ở trên Los Angeles mấy ngày nay đó, tờ Washington Post cũng vậy. Hai tờ báo nói là bây giờ là không ủng hộ cho đảng dân chủ, mà trước đây họ là những người từng ủng hộ cho đảng dân chủ. Tại sao họ làm như vậy? Có người hỏi bảo, ủa anh là đảng dân chủ mà từ xưa đến giờ đảng dân chủ đã giúp anh rất nhiều, tại sao bây giờ anh lại không ủng hộ cho bà Kamala Harris? Ông chủ nói ủng hộ cho dân chủ, nay mà ông Trump thắng coi chừng mình bị dập tiệp. Đó là ông nói đó, tức là chiều hướng gió nó bắt đầu nó đã thổi rồi, nó nghiêng về người nào là chúng ta dễ thấy lắm. Tại sao Elon Musk, một người tỷ phú giàu có như vậy, mà xem đánh đổ hết tất cả sự nghiệp của mình vào trong canh bạc này? Ông nói nếu Donald Trump mà thua là đời tôi cũng đi tiêu luôn. Nhưng mà ông nói rõ rằng nếu mà ông Trump thắng thì cái kế hoạch của Elon Musk đưa người lên hỏa tinh sẽ được thực hiện và thành công. Và nếu bà Harris bà lên thì kế hoạch đó không thể thực hiện được. Đó là điều thứ nhất trong quốc nội, tức là trong đất nước Mỹ. Và hầu hết bây giờ người ta đang thăm dò, kể cả người Latino và người da đen, là bây giờ người ta lại nghiêng về ông Trump khá nhiều so với thời của ông Joe Biden. Thì rõ ràng bây giờ vấn đề kinh tế. Cái thứ hai là cái vấn đề gọi là đối ngoại. Tất cả các báo chí nước ngoài đều nói rằng người ta thấy cái viễn cảnh ông Trump vào Nhà Trắng nó rõ ràng hơn là hình ảnh của bà Harris. Rồi cộng thêm những cái vấn đề gọi là ở tại cuộc chiến tranh Trung Đông. Khi mà anh nói đến Elon Musk là một nhà tỷ phú, mà gần đây ông ấy Elon Musk đào xong lấy cái hình của ông đưa lên cho quý vị thấy, ông đã ủng hộ cho Tổng thống Trump rất là nhiều, rất là vui mừng khi quý vị thấy ông nhảy cái tưng trên sân khấu. Đây là một cái địa điểm bất ngờ, nơi mà Tổng thống Trump lần đầu tiên bị ám sát hụt. Mà lần này họ đã kỹ lưỡng hơn và họ đưa những cái tấm kiến, quý vị có thể thấy trên bên trái màn hình đó. Khi mà Tổng thống Trump phát biểu thì có cái miếng kiến chống đạn. Lần này họ rất là cẩn thận trong cái chuyện đó. Và Elon Musk gần đây đã có một cái chiến dịch gọi là tặng phi $1,000,000. $1,000,000 cho những người mà ghi danh đi bầu tại tiểu bang Pennsylvania. Mà ông ấy rất là khôn ngoan, ông không nói là bầu cho Trump thì sẽ được bốc thăm trúng thưởng. Ông chỉ nói là quý vị hãy ký vào cái petition, một cái thỉnh nguyện thư, nói là quý vị ủng hộ cho tu chính án thứ nhất, đó là cái quyền tự do ngôn luận. Cái quyền tự do ngôn luận. Và thứ hai là tự do sở hữu súng, để mà bảo vệ cho cái tu chính án thứ nhất. Và ông cũng chia sẻ luôn là cái lý do mà ông mua lại cái trang Twitter mà ông lỗ rất là nhiều tỷ đô la, chỉ vì ông muốn bảo vệ cho cái tự do ngôn luận thôi. Vì ông đã thấy rất là rõ những gì nó xảy ra vào năm 2020, khi mà nước Mỹ lần đầu tiên cái tự do ngôn luận bị bóp nghẹt, tiếng nói người dân không được lắng nghe. Và ông đã nói là ông đã mất đi một đứa con. Không biết anh có nhớ cái vụ này không ạ? Vì cái chính sách cực đoan chuyển giới của đảng Dân Chủ mà ông đã mất đi một đứa con. Ông nói bóng nói gió là giống như là con ông đã chuyển giới rồi đó. Hình như là từ con trai thành con gái thì phải. Ông đã mất đi một đứa con trai. Thì đây là một cái tiếng chuông báo động cho ông Elon Musk. Ông ấy phải quay xe, không ủng hộ cho ông Joe Biden nữa. Tất cả những cái chính sách của bên đảng Dân Chủ dần dần họ đã đi quá xa và họ đã trở nên cực đoan. Và lý do đó cho nên là ông ấy đã về phe Trump, ủng hộ cho Tổng thống Trump. Cho nên trong cái cuộc tranh cử lần này, anh nói đúng, ông ấy đã nói nếu như mà chúng ta thua lần này thì có lẽ là nước Mỹ sẽ chỉ còn một đảng mà thôi. Cái thứ hai á, thì mấy ngày nay người ta nói rằng là chính ông Elon Musk ông có được mặc khải bởi Thiên Chúa, là vì vậy cho nên ông mới giúp ông Trump để hoàn thành cái sứ mệnh nào đó. Đây là theo mấy ngày nay người ta đang nói là như vậy. Có lại một cái điều á, là tại sao khi ông Trump vừa bị bắn mưu sát không chết là ông này coi như là ủng hộ liền. Ủng hộ liền. Cái điều đang nói là cái điểm đó. Nếu ông ta một người tỷ phú như vậy, ông ta cứ ăn chơi hết cả đời cũng chẳng hết. Đúng đấy. Tha hồ dính dáng chính trị làm gì? Cả hai người đều là tỷ phú mà. Mà tại sao ông ta lại đánh đổi cả danh tiếng? Thậm chí bây giờ ông ta nói là tôi là người có thể bị ám sát đấy kìa. Dạ. Chính câu này Elon Musk nói đó. Đúng. Quý vị thấy không? Ngay sau khi mà ông Trump bị bắn hụt á, qua cái lỗ tai á, mà chảy máu quá trời á, thì Elon Musk tweet liền. Elon Musk phát biểu liền. Nói quý vị thấy không? Đây đúng là trong một cái cơn hoạn nạn đó, thì mình mới nhìn rõ được cái character, cái tính cách của một con người như thế nào. Thì trong cơn hoạn nạn chúng ta mới có thể thấy rõ cái điều đó mà thôi. Những người, trong khi mà ông Joe Biden và những người khác, họ trốn ở dưới basement, họ không có đi rally, thậm chí là họ lên trên sân khấu họ té lên té xuống. Mình nhìn về ông Trump, một người mà bị bắn hụt, máu chảy ra như vậy, nhưng mà vẫn không sợ, đứng dậy giơ cao cái tay lên,
Fight. Một cái hình tượng như vậy, đây đúng là một người champion, một người phải nói là một chiến binh rất dũng cảm, kính thưa quý vị. Sau khi mà bị bắn, vẫn không khuất phục, mà ông ấy đứng dậy và giơ tay cao lên. Thì quý vị bầu cho một người có một cái sự can đảm như vậy, hay là quý vị muốn bầu cho những nhà lãnh đạo như thế này? Câu trả lời rất đơn giản. Tức là bây giờ chúng thấy từ khi ông Elon Musk ủng hộ, rồi tới ông Zuckerberg quay đầu, rồi sau đó là ông Robert Kennedy, rồi tới bà Gushita Gaba. Mà bây giờ chính bà Gushita Gaba đã tuyên bố rằng tôi sẽ đổi đảng, là đổi đảng từ đảng Dân Chủ sang đảng Cộng Hòa. Và chúng ta biết rằng là chính ông Ronald Reagan cũng đổi đảng từ Dân Chủ sang Cộng Hòa nhé. Mà ông Kennedy cũng vậy đó. Kennedy bây giờ về phe Trump rồi. Mà ông Ronald Reagan là người nổi tiếng. Mà thời của ông Reagan á, năm 1984, 538 đại cử tri đoàn để dành cho Dân Chủ có 13 thôi. Tức là 50 tiểu bang Cộng Hòa là 49 rồi. Làng mà quảng... Dân Chủ chỉ có một thôi là 13 thôi. Anh biết không, làng quảng là ông Joe Biden cũng có vẻ giống như là muốn từ bỏ đảng rồi đó, về phe Trump rồi đó. Thế thì bây giờ người ta đã nhìn thấy rồi. Cái chủ nghĩa xã hội, cái chủ nghĩa cộng sản đã xâm nhập vào Hoa Kỳ qua những người cực tả. Bây giờ lý do đơn giản thôi, tại sao Nancy Pelosi nói về sao ông Mark Cuban ông lại không giúp ông Trump thế nào? Bởi vì ông Trump ông là người tỷ phú, ông có tiền rồi, ông không cần tiền nữa và không ai mua chuộc được gì ông hết. Nhưng người khác giúp cho ông là đòi điều kiện. Đúng rồi, có người ta muốn cái điều kiện. Tôi giúp ông là máu tôi phải bộ trưởng nè, phải làm này làm kia cho tôi. Không làm hả? Ok, là quay xe. Yeah. Nhìn nếu trường hợp ông Trump là một người nghèo, tôi ví dụ đi, có thể ông bị mua đó. Ê, này Trump, tao bộ trưởng ngoại giao nha. Ông Romney đó, thì ông Trump thắng là vô gặp ông Trump liền, muốn làm bộ trưởng bộ ngoại giao. Thế là ông Trump không đồng ý, cuối cùng qua đánh ông Trump liền. Và hiện nay ông cũng chưa nói rằng là ông có bỏ phiếu Trump hay không. Những người muốn gặp Trump vì muốn mua quyền lợi, mua cái ghế nào đó, và không được, bởi vì ông Trump không có tiền, không cần gì nữa. Nhưng nếu Tổng thống không có tiền, thì họ lại cần điều đó. Ví dụ như anh ký cho tôi một hợp đồng, có thể là tôi làm ăn đây, tôi có thể cho anh một cái nhà vài trăm triệu đô la hay trong một cái hợp đồng nào đó. Chính vì điều này mà Đức Tổ Trung Mục nói không, Hunter Biden tại sao dính vào, rồi Obama dính vào, tại sao như vậy? Vì ông ấy Trump thứ nhất là cái tính khí, thứ hai là ông không cần tiền, không ai mua chuộc được ông hết. Do đó những tỷ phú người ta không ủng hộ ông này là vì lý do đó. Dạ. Yeah. Sao anh muốn nói đến bà Michelle Obama một chút xíu, kính thưa quý vị. Tại vì trong cái chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris gần đây, Sean cảm thấy là bà đang vấp phải rất nhiều vấn đề. Rất là nhiều vấn đề. Chưa thấy một cái rally nào mà bị bu nhiều như vậy. Từ lúc mà bà ấy rally từ Houston, Texas là ban vận động tranh cử của bà, kêu gọi nhiều người cử tri đến đó vì sẽ có sự xuất hiện của Beyoncé. Đấy. Là một cô nghệ sĩ, trời ơi, rất là nổi tiếng. Và Beyoncé sẽ trình diễn. À, đó là cái lời kêu gọi của ủy ban tranh cử của bà Kamala Harris. Nhưng mà, hỡi ôi, thật là đau lòng. Khi mà Beyoncé đến đó, đứng ra chỉ nói có 4-5 phút thôi, không trình diễn. Mà khi mà Beyoncé rời đi, nói xong rồi phủi đích bỏ đi, thì cái đám đông đó bắt đầu là la ó om sòm và họ đã bỏ đi ra ngoài hết. Đúng là một cái sự thảm họa của bà Kamala Harris. Bà ấy không có khả năng, không có năng lực đến nỗi mà để mà thu hút đám đông, bây giờ phải nhờ đến những nghệ sĩ nổi tiếng. Và đừng, quý vị đừng nghĩ là những nghệ sĩ này có thể giúp được cho những chính trị gia này. Nó hoàn toàn phản tác dụng. Hãy nhìn vào năm 2016 khi mà Hillary Clinton kêu gọi những nghệ sĩ nổi tiếng đứng ra, kết quả thì như thế nào? Bà đã thảm bại trước ông Donald Trump. Và khi mà Joe Biden lên á, thì Joe Biden không làm việc này, thì cuối cùng chỉ thắng Trump được có vài ngàn phiếu mà thôi. Thì chúng ta có thể thấy là đôi khi mà mời những nghệ sĩ lên chưa chắc gì họ đã giúp được mình nhiều nha quý vị. Cái hiện nay á, chẳng hạn như cái bang Virginia là người ta thấy bắt đầu cái bang này đang chuyển từ xanh sang đỏ rồi. Bằng chứng là có 4 cái county chuyển từ xanh sang đỏ. Và hiện nay á, cho ngày hôm nay rất nhiều bài báo nói rằng là cái bang này bắt đầu có trở thành bang chiến địa. Mà cái bang này thì lại có đại tá Hùng Cao ở đây. Thì cái hy vọng mà đại tá Hùng Cao trở thành thượng nghị sĩ nó có khả thi hơn. Cái thứ hai là hiện nay đang tranh chấp vấn đề là 1.600 phiếu, tức là những người không phải là công dân mà lại được đi bỏ phiếu. Cho nên là đây, người ta nói rằng bây giờ chúng ta hãy bảo vệ hiến pháp, không phải bảo vệ ông tổng thống hay đảng nào hết, hãy bảo vệ hiến pháp đi. Hiến pháp quy định rằng những người nào có quyền công dân thì mới được đi bầu. Nhưng mà khi ông John Key đúng lên, ông loại ra hơn 6.100 phiếu và hơn 80.000 phiếu những người chết đi bầu.
thì bây giờ lại còn 1.600. Thì bây giờ hai bên đang có như đấu đá với nhau vì cái 1.600 đó. Phía tư pháp á, tức là bên điều chế của bán đó thì nói rằng là những người này là có quyền, nhưng mà ông nói không, đây là không hợp pháp, chúng ta phải bảo vệ hiến pháp. Thì bây giờ thẩm pháp đã bắt điều đó đi rồi, ông cho kiến là tôi sẽ có thể đưa vấn đề này ra qua tối cao pháp Việt và tôi bảo vệ tới cùng quyết định này. Nhưng người ta không yêu cầu là anh đảng nào hết mà hãy bảo vệ hiến pháp đi. Rồi ngay tức sở chúng thế, 450.000 phiếu bất hợp lệ. Và bây giờ đó giữa bên ông thống đốc và phía bên điều chế đó, bộ tư pháp cũng đang giằng co nhau vào 450.000 cái phiếu này. Thế thì rõ ràng nếu chúng ta bảo vệ hiến pháp thì cuộc bầu cử người ta chỉ yêu cầu là công bằng và minh bạch. Người ta không muốn là thế này thế kia. Thì bây giờ mọi người hãy bảo vệ hiến pháp đi. Bảo vệ hiến pháp bằng cách là bầu công bằng và minh bạch rõ ràng. Những ai đủ chuẩn thì mới được. Còn ai không đủ chuẩn thì dứt khoát là không được. Hiến pháp đã đưa ra điều đó rồi. Thế tại sao bên dân chủ lại còn cho những người không phải là công dân lại được đi bầu? Rõ ràng chính quý vị đã xé hiến pháp này chứ không phải là ai hết á. Không, thì đây là một cái điều mà Tổng thống Trump đã đấu tranh rất là nhiều và ông biết bao nhiêu lần kêu gọi là chúng ta phải có một cái quy luật rõ ràng. Tại sao khi mà bạn đi mua thực phẩm, bạn đi mua bia, mua alcohol, bạn phải đưa ra cái ID. Khi mà bạn đi khám bác sĩ, bạn phải đưa ra cái ID để cho người ta biết bạn là ai. Thì tại sao trong một cái cuộc bầu cử quan trọng như thế này của một đất nước, và đây nói là đây là một cái sự kiện, một trong những sự kiện quan trọng nhất của một đất nước, mà lại không hỏi ID là như thế nào? Ai muốn bầu thì bầu. Cái chuyện này nó vô lý hết sức, kính thưa quý vị. Nó rất là vô lý. Con nít đi ra ngoài mua thuốc lá phải hỏi ID 18 tuổi chưa? Đi mua bia rượu bia 21 tuổi chưa? Đi vô club, vô bar đưa ID 21 tuổi chưa? Đi khám bác sĩ cũng phải đưa ID. Nhưng mà đi bầu không cần đưa ID. Là cái chuyện nó rất là vô lý. Đó, cho nên là ông Trump đang đấu tranh cho cái việc gọi là tất cả những tiểu bang phải có cái voter ID. Phải có voter ID. Cái điều đó nó mới chính đáng. Nhưng mà cái điều trớ trêu ở đây là cái ông thống đốc tiểu bang Gavin Newsom của Cali, ông lại ra một cái đạo luật cấm không được hỏi voter ID. Không được hỏi. Người ta bầu đi, để người ta bầu. Anh có quyền gì anh hỏi người ta? Thì đây là một cái điều mà làm cho mình cảm thấy nó rất là kỳ cục. Quý vị thấy kỳ không? Không hỏi thì thôi, tại sao phải ra một cái luật cấm không được hỏi? Vì mục đích gì? Lý do là sao? Từ quý vị biết. Nhưng mà nãy giờ nói đi nói lại xong quên, không nói cái chuyện mà Michelle Obama. Ok, bà Michelle Obama phát biểu, ở đây người ta ghi là little angry, hơi giận, nhưng mà Sean cảm thấy là cái lời nói của bà rất là giận dữ. Bà rất là giận dữ, tại vì bà nghĩ là có rất là nhiều cử tri vẫn còn băn khoăn, chưa dứt khoát bầu cho bà Kamala. Mặc dù là họ đứng về phe dân chủ, trong quá khứ họ đã bầu cho dân chủ, bầu cho ông Biden, bầu cho chồng của bà ấy là Obama, bầu cho Bill Clinton, nhưng mà tại sao lại vẫn còn băn khoăn, chưa dứt khoát bầu cho Kamala? Quý vị đang mong đợi điều gì? Quý vị đang chờ là điều gì? Sean muốn diễn tả là cái lời phát biểu của bà ấy. Có phải chăng là quý vị không biết Kamala là ai? Bà ta quá mới, quý vị chưa thấy rõ ràng cái chính sách của bà ta là gì? Quý vị đừng bao giờ mà đưa những cái tiêu chuẩn cao như vậy lên cho Kamala, mà hãy đưa những cái tiêu chuẩn cao đó lên trên Donald Trump. Cái ý của bà Michelle Obama là như vậy. Nhưng mà bà quên một điều là chính những người bên đảng Dân Chủ và ngay cả chồng bà ta đã tạo nên một cái ván cờ như thế này. Tại vì rõ ràng là ông Trump đã đi vận động từ lâu nay rồi, còn bà Kamala thì chỉ mới vận động đây mà thôi. Tại vì giờ ngay vào phút 98 vào giờ chót, họ đã quyết định không đưa ông Joe Biden ra nữa. Và đẩy bà Kamala ra chịu sào. Mặc dù là bà Kamala chưa có một cái sự chuẩn bị. Bà chưa có một cái sự chuẩn bị, bà chưa lấy được một cái lá phiếu nào cả. Bà chưa có đi qua được cái vòng sơ bộ nữa. Thì thử hỏi là chính họ đã gài cho bà Kamala vào thế khó rồi còn gì. Tức là nó như thế này, người ta đã so sánh năm 1968 đó, khi mà cái ông tổng thống lúc đó là ông không ra trong đợt 2, là thời hạn còn hơn 200 ngày. Và sau đó bầu cử, phía dân chủ thua cả ba luôn, vừa tổng thống, vừa thượng viện và hạ viện. Còn đợt này là chỉ có hơn 100 ngày thôi, 109 ngày. Và lúc đó người ta nói là nếu mà không có cuộc tranh luận á, thì người ta cũng không biết ông Joe Biden ông tồi tệ đến thế đâu. Và nếu mà cứ để cho đến bây giờ hai ông không tranh luận thì đâu ai biết rõ ràng là ông Joe Biden yếu kém như thế nào đâu. Nhưng vì cuộc tranh luận đó người ta mới thấy rõ chân tướng thực sự của ông Joe Biden. Thì vào có thể khủng hoảng như vậy mà chính thời gian đầu ông Obama cũng đâu có công nhận bà Harris đâu.
ông nó tâm sự với lại vợ của ông Joe Biden rằng nếu mà bà Harris ra là thua. Và Pelosi cũng vậy, nhưng cuối cùng cái lá phiếu cuối cùng để chọn là chính bà Pelosi. Cho nên người ta đã gọi bà Pelosi là thuộc lại gọi là Thái Thượng Hoàng, là người có quyền quyết định cuối cùng nữa, mới chọn bà Harris. Sau khi chọn Harris thì họ đẩy bà lên mây, gọi cái tiếng Việt Nam gọi là thổi ống đủ á, cứ bơm này, bơm lên 9 tầng mây luôn. Người ta so sánh tháng 8 bà 50%, ông Trump có 42-43. Tháng 9 bà xuống tháng 10 bắt đầu là coi như bà đã bắt đầu hạ cánh rồi đó. Và hiện nay là coi như chân bà đã chạm đất rồi. Thì coi người ta thấy người này không đủ tài lãnh đạo, không đủ khả năng, không đủ kinh nghiệm. Người ta chỉ nói một câu đơn giản thôi. Bây giờ một người mà gần 4 năm rồi không thể hiện được một cái gì là tài năng, không thể hiện được một cái gì gọi là chính sách, là một sự linh hoạt và mang lại thịnh vượng cho một quốc gia, thì bây giờ thêm 4 năm nữa thì được cái gì? Chúng ta lấy ví dụ là đá banh đi. Nếu tôi nghe ông này giỏi lắm, tôi mướn về. Nếu mà đá trận đầu thua là tôi bực mình đi đó. Mà 3-4 trận mà toàn thua với hề là coi chừng 6-7 trận là đá liền thôi. Dù ông có giỏi cỡ nào thì giỏi, danh tiếng cỡ nào danh tiếng. Người ta cần là cần cái thực tế, người ta cần là cái hiệu quả. Mà nếu anh không giỏi nữa là đúng, tôi sẵn sàng chấp nhận lỗ cả $100,000 tống ông đi đưa ông khác về. Đá banh bình thường chỉ có 1 năm thôi. Nhưng bà này đã gần 4 năm rồi chẳng có một cái gì hết. Thế thì tại sao, lý do gì mà lại giữ bà thêm 4 năm nữa? Đơn giản. Quý vị cứ làm bài toán đơn giản đi. Gần 4 năm mình đang đói, đang nghèo rồi, mình đang chật vật rồi, thì mình phải muốn cải thiện đời sống là kinh tế mình vững hơn, con cái mình học hành ngon lành hơn. Bây giờ mình lại muốn nghèo hơn, lại muốn coi như gia đình tan nát hơn. Cái điều này quý vị đã đi ngược đời đây. Ngược đường rồi. Cái vấn đề là bà chưa có cái sự chuẩn bị thôi. Đảng Dân Chủ rõ ràng là có nhiều người tài ba hơn bà Kamala rất là nhiều. Nhưng mà bà chỉ có một điều thôi, là bà rất là may mắn. Bà may mắn được ông Biden chọn là bà phó. Vì giờ phút đó, ông Biden có lẽ là chỉ muốn chọn một người da màu thôi, để mà lấy phiếu của những người da màu. Ai dè, ông Biden đến phút chót lại bị cướp ngôi như vậy. Chính ông cũng không muốn rút lui mà. Ông muốn ở lại. Nhưng mà chính Đảng Dân Chủ đã ép ông phải vào lãnh cung, nhường chỗ lại cho Kamala. Và Kamala hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị. Cái thứ hai là chỗ này, các người đề cử đúng ra khi ông Joe Biden rút lui á, cái sự đề cử phải để cho đảng. Nhưng mà ông buộc miệng nói tôi đề cử bà Harris. Chính vì cái điểm đó mà lúc đó mấy người dân chủ ta chưa chấp nhận người này mà ông đã đưa vô thẻ ra rồi. Và chính ông Joe Biden đã tuyên bố chỉ có tôi mới thắng Donald Trump mà thôi. Mà ông chơi như vậy mà ác nè. Sau khi ông đề cử bà Kamala thì ông lại đổi ngay cái nón MAGA. Ông lại đổi ngay cái nón của ông Trump. Thì rõ ràng là ông ra cái vẻ rất là tức, rất là bực tức với chính đảng của ông ấy đã quay xe với đồng chí của mình. Thưa quý vị, cái trò tuyên truyền chụp mũ Tổng thống Trump là Hitler của bên đội cầm bà Kamala và bên đám cánh tả như là mới làm vừa rồi đó, có vẻ như là người dân người ta không chẳng còn quan tâm nữa, người ta không chả gọi là thích thú gì nữa rồi, ta không chả quan tâm nữa, tại vì 9 năm nay họ đã nói như vậy rồi và chả có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà cái mục đích của họ là dùng để kích động cái sự thù hận vào Tổng thống Trump và có thể làm cho những cái kẻ điên khùng nào đó có thể làm những thứ mất kiểm soát, làm hại tới Tổng thống Trump. Ví dụ như quý vị thấy là trong cái vụ ám, hai vụ ám sát hụt Tổng thống Trump vừa rồi. Tuy nhiên bây giờ là có một người của Đảng Dân Chủ lại công khai lên tiếng chỉ trích và như là phản đối bên cánh tả, bên phe mình luôn á, tức là cái người đó bên cánh tả thì là bên phe họ luôn, công khai chỉ trích và phủ nhận những cáo buộc là Tổng thống Trump giống như Hitler. Ồ, người đó là ai thưa quý vị? Bây giờ Michael xin phép được mời quý vị tới với một bản tin của New York Post cho biết với nội dung như sau. Đó chính là ông thị trưởng của thành phố New York, ông Eric Adams. Ông ta đã phản đối bà Kamala và nói rằng Tổng thống Trump không phải là một tên phát xít, khi mà ông kêu gọi Đảng Dân Chủ hãy cố gắng hạ nhiệt cái căng thẳng chính trị hiện tại đi. Bản tin cho biết cụ thể, ông thị trưởng của thành phố New York Eric Adams đã binh vực cho Tổng thống Trump. Ông chỉ trích những tuyên bố từ Đảng Dân Chủ nói rằng Tổng thống Trump là một tên phát xít và giống như là Adolf Hitler. Ông Adams, người đang phải gặp một số những cái rắc rối mặt pháp lý
khi được hỏi về những lời chỉ trích Tổng thống Trump đã trả lời: "Tôi đã nghe những bình luận đó từ một số các lãnh đạo chính trị trong thành phố, và câu trả lời của tôi là không. Tôi biết Hitler đã làm gì, và tôi biết là cái thể chế phát xít nó trông ra sao. Tôi nghĩ, như ta đã kêu gọi nhiều lần, rằng là cái mức độ của cái căng thẳng chính trị, tôi nghĩ chúng ta đều phải hạ nhiệt xuống đi." Ông Adams hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng của liên bang, đã đưa ra những nhận xét này khi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manhattan, nêu rõ những gì ông gọi là cái chương trình để mà có sự hiện diện và tham dự đông đảo của cảnh sát, được dự tính cho cái buổi rally của Tổng thống Trump ở Madison Square Garden. Bà Kamala và ông Biden đã bắt đầu chỉ trích Tổng thống Trump sau khi có những tuyên bố không có ai kiểm chứng rằng Tổng thống Trump đã ca ngợi Hitler khi còn ở trong tòa Bạch Cung. Cáo buộc này xuất hiện trên tờ báo cực tả The Atlantic và sau đó được tay đồng lý văn phòng chống Trump điên cuồng John Kelly xác nhận. Nhưng mà ông ta thì cái ông John Kelly này, ông cũng xác nhận rất là nhiều cái fake news mà có một mình ông xác nhận thôi, chả ai xác nhận cả. Bà Kamala đã nhanh chóng chộp vào cái bài viết láo xạo đó và đã nói trên một chương trình Town Hall của CNN rằng: "Tôi mời các bạn hãy lắng nghe và hãy lên trên mạng xã hội mà nghe ông tướng Kelly nói gì. Người đã nói với chúng ta rằng ông Trump, tại sao về cơ bản là tại sao các tướng của Mỹ không giống như những tướng của Hitler vậy? Đây là một vấn đề nghiêm trọng lắm, và chúng ta biết là Hitler là ai, và ông Trump thì là một kẻ đi ngưỡng mộ những tên độc tài." Sau khi bắt đầu cái buổi sự kiện với các cử tri ở tiểu bang chiến địa Pennsylvania, bà Kamala đã được ông Anderson Cooper là sứ ngôn viên của CNN hỏi: "Bà có nghĩ ông Trump là một kẻ phát xít không?" Và bà ta trả lời hai lần là có, bà ta tin như vậy. Sau đó bà Kamala đã đưa ra hơn một chục thông cáo báo chí tiếp tục nhấn mạnh vào những tuyên bố mà tên hèn tướng Kelly đưa ra về những cuộc trò chuyện riêng tư mà ông ta cáo buộc là đã nói với Tổng thống Trump. Bao gồm một cái thông cáo trong đó hèn tướng Kelly nhận xét rằng nói rằng Tổng thống Trump nói Hitler đã làm một số điều tốt bằng cách là tái thiết nền kinh tế của nước Đức. Tổng Trump đã nhiều lần phủ nhận việc từng hỏi bất kỳ điều gì tích cực về Hitler và cáo buộc cái báo The Atlantic là một cái tạp chí thất bại. Những người đi vận động giùm cho bà Kamala đang cố gắng sử dụng cái buổi rally ở Madison Square Garden của Tổng thống Trump để bôi nhọ ông vì đã cố gắng tái hiện cuộc rally ủng hộ chủ nghĩa quốc xã được tổ chức tại đó 85 năm trước. Ví dụ như là bà Hillary. Bây giờ quý vị thấy cái mặt bà thấy ghê không? Hình do Brad Porcelado đăng lên nè. Quý vị thấy nhìn thấy ghê không? Quý vị thấy ghê không? Nhìn mặt bà giờ xuống thấy ớn luôn đó quý vị. Càng ngày bà càng thấy ghê luôn. Mình nhìn bà khỏi Halloween, Halloween gì luôn. Đó, bà ta đã lên TV trên chương trình của cô gì? Kathleen Collins của CNN. Nói rằng ông Trump đang thực sự tái hiện cuộc rally tại Madison Square Garden năm 1939. Tuy nhiên, trở về ông thị trưởng Eric Adams, ông nói rằng ông hoàn toàn không đồng ý với bất kỳ ai nói rằng là cuộc rally này của ông Trump nên bị hủy. Ông nói, đây là nước Mỹ, đây là New York. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải cho phép mọi người được cái quyền truyền tải thông điệp của mình tới người dân của New York. Nhiệm vụ của chúng tôi trong vai trò là một thành phố và là một sở cảnh sát là phải bảo đảm rằng mọi người có thể làm điều đó một cách ôn hòa, theo một cách hòa bình. Sở cảnh sát New York cho biết họ có kế hoạch chỉ định các khu vực xung quanh Madison Square Garden cho những người rally, nhưng cảnh báo rằng họ sẽ không dung thứ cho bất kỳ hoạt động tội phạm nào. Trưởng phòng cảnh sát tuần tra John Chow cho biết bạn sẽ thấy sự hiện diện của cảnh sát dày đặc xung quanh Madison Square Garden. Các bạn cũng sẽ thấy là có các đội võ khí hạng nặng, đội chống khủng bố, rồi có cả bảo vệ bằng phi cơ trực thăng, rồi có xe chặn đường. Chúng tôi là những người giỏi nhất trong gì chúng tôi làm. Chúng tôi chuẩn bị cho các cuộc rally mỗi ngày. Chúng tôi sẽ có một ngày rất an toàn
cái ngày mà ông Trump rally để ứng phó với cả buổi rally cũng như những buổi biểu tình tự phát nào đó cho tất cả người dân New York. Tức là họ nói rằng là họ đã chuẩn bị luôn cho kịch bản là có biểu tình chống rally của Tổng thống Trump luôn nha. Nhưng mà họ nói là biểu tình thì cứ biểu tình, nhưng mà sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi tội phạm nào cả. Cho nên quý vị thấy là bây giờ cái ông thị trưởng của New York bây giờ phải ra chống lại bà Kamala và nói rằng là ông Trump không hề là Hitler gì hết, ông Trump không hề là một kẻ phát xít gì cả. Nhưng mà cũng có thể nha quý vị, cũng có thể nha, thì bây giờ mình ghi nhận thôi. Nhưng mà cũng có thể là ông tính là ông lơm vuốt đuôi Tổng Trump vậy. Rồi hôm bữa Tổng Trump cũng nói trong cái bữa tiệc gây quỹ đó, Al Smith đó, Tổng Trump nói tôi bị vậy đó, ông mà so với tôi là không nhiều trơn, tí tẹo à. Nhưng mà ông cũng sẽ ổn thôi. Cũng có thể biết đâu ông lụm vô cái câu mà ông cũng sẽ ổn thôi, cái mai mốt Tổng Trump đắc cử, cái ổng xin Tổng Trump ân xá cho ổng thì sao. Nhưng mà thôi, đó chuyện của ổng. Còn chuyện của Tổng Trump là cái gì? Là ông đang trên đài chiến thắng, và chúng ta phải giúp cho ông giành chiến thắng và làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và đặc biệt nữa là gì? Ông có giống Hitler đâu, đúng không? Cái đó là điều quan trọng nhất thưa quý vị. Và đó chính là những gì mà Đồng Mai Cô muốn được gửi tới cho quý vị trong bản tin này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt.